Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Thì hôm nay tôi lại đang bán cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe Toyota Fortuner với cái giá tiền với cửa tiền thì vô cùng hợp lý. Anh chị em thân mến thì đây là mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2011. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa thì cái mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhá. Điều đặc biệt hơn nữa cái mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc. Anh chị em có thể thấy ạ. Được nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc. Các bạn có thể thấy thì thời điểm năm 2009 trở về đây thì Toyota Fortuner được lắp ráp trong nước từ năm 2009 đến năm 2017. Tuy nhiên thì thời điểm năm 2011 thì vẫn có một vài những cái mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam. Ví dụ đây là một trong những mẫu xe điển hình Toyota Fortuner 2.7 bản full nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi một vòng để có thể trải nghiệm cái mẫu xe này. Về cơ bản thì hiện tại không nhìn thấy một cái vết xước sơn nào cả các bạn nhé. Lốp thì còn rất là dày, toàn bộ thì gần như rất là mới. Đối với lại cái xe này, tuy sản xuất năm 2011, tuy nhiên thì cái xe này thì xe cá nhân nên chủ xe họ rất là giữ gìn. Các bạn có thể thấy đấy ạ. Cái xe đấy rất là giữ gìn các bạn nhé. Táp bi cửa này, rồi keo chỉ này, còn rất là nguyên bản. Anh chị em thân mến thì khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì các bạn sẽ phải quan tâm đến nhiều yếu tố. Ví dụ như xe có bị tai nạn hay không, có bị ngấm nước hay chưa, có bị tháo cổ máy hay không. Đặc biệt hơn nữa là giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo hay không. Thì đấy là những yếu tố mà cực kỳ quan trọng mà quý anh chị em các bạn nên quan tâm các bạn nhé. Xe này các bạn có thể thấy đây, tắp bị cửa này, rồi keo chỉ còn rất là mới. Nếu anh chị em nào quan tâm đến vấn đề giá xe ngay ấy, thì chúng ta có thể đến với đoạn cuối của video clip để có thể tìm hiểu về giá. Còn đa phần những anh chị em tỉnh xa thì không có điều kiện đến trực tiếp tại showroom số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội thì chúng ta có thể xem qua màn ảnh nhỏ để có thể trải nghiệm chi tiết và sâu sắc hơn về cái chất liệu của mỗi từng xe một các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, gầm này, lốp rất là mới, gầm này, gầm bệ còn rất là chắc chắn các bạn nhé. Đấy, các bạn cũng phải quan tâm bởi vì là gầm bệ thì cũng có thể là xe nó bị ngập nước hoặc là nó bị nó mọt gầm thì chúng ta phải quan sát kỹ. Đây, hôm nay thì thời tiết là mùa thu cũng rất là sáng, tôi quay cho các anh chị quý anh chị em các bạn nhé. Ghế nỉ đây các bạn nhìn này, cái chất liệu ghế nỉ nó còn nguyên tuyết như này thì chứng tỏ nó đi rất là ít. Đấy, rất là hiếm có những cái mẫu xe Toyota Fortuner nào mà nó đi ít như này các bạn ạ. Nó đi ít như này, cực kỳ hiếm có các bạn nhé. Đấy, nó đi ít như này, rất là hiếm có. Đây, bởi vì nó chất liệu ghế nỉ còn nguyên này. Dòng xe Toyota Fortuner ấy thì cũng có rất nhiều những điểm đặc biệt. Ví dụ như là những cái xe mà nó bị ghế nó bị nhàu rồi, hoặc là vô lăng lái nó bị nhàu rồi thì xe đi nhiều. Còn xe này đi thực tế mà nói là đi rất là ít các bạn ạ. Đi rất là ít. Đấy, ghế nỉ, sàn nỉ còn nguyên bản hết các bạn nhé. Ghế nỉ, sàn nỉ còn rất là nguyên bản. Ghế nỉ, sàn nỉ. 2011 nhá, nhập khẩu nguyên chiếc này, để như là nhập Trung Đông hay sao mà nó sụt run dế như này các bạn ạ. Đấy, đây chữ này, nó cảm giác này không biết là Trung Đông hay là như nào đấy mà nó còn run dế này, rất là chữ run dế lắm. À, xin lỗi các bạn nhỉ, Indonesia nhá, xe trang bị đầu DVD camera lùi, rồi nhá, xe đi được 10 vạn thôi, rất là hiếm hoi. Những cái dòng xe, đa phần những dòng xe Fortuner ấy đến thời điểm này nó đi có khoảng tầm
thứ hai một giờ có khoảng 20 vạn trong xe này đi thì phải nói là rất đây rất là giữ gìn các bạn nhé. Anh chị em thân mến thì xe này đang chào bán với cái mức giá là loanh quanh 500 triệu một chút chắc các bạn nhá. Nếu mà quý anh chị nào mà có nhu cầu sở hữu những cái dòng xe này thì hãy gọi điện số điện thoại 0939063333. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.